Alo anh em nhé, lâu quá mới quay trở lại livestream cho anh em. Do vừa rồi công việc nó hơi bận bịu tí, rất mong anh em thông cảm. Và kế tiếp sẽ có những chương trình hay, hấp dẫn gửi tới tất cả anh em thợ máy. Thì lời nói đầu tiên, hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần, ngày mai chủ nhật. Đình Tuấn kính chúc đại gia đình mình một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Ngày mai chủ nhật mình lại tiếp tục học lái xe nữa thôi, mình cố gắng lấy cái bằng cái đã. Thì chúc cho mọi người ngày mai mọi người sửa xe thật đông khách, bởi vì khách hàng người ta nghỉ mà. Rồi thì hôm nay có cái bộ sản phẩm này thì anh em đỡ phải khổ. Thì bây giờ chúng ta chia sẻ 50 người chơi đi ạ. Đấy. Chúng ta chia sẻ và tối nay sẽ có 10 phần quà cho 10 anh em nào nhanh tay nhất, 10 phần quà. 10 phần quà gửi tới cho anh em. Thì tối nay 10 người chốt nhanh nhất thì mình sẽ tặng cho anh em cái bộ kiểm tra VS về nhà, các bạn có thể để xài hay các bạn có thể tặng cho những người bạn thân thương của mình. Tuấn tặng thì anh em lại tặng lại cho những người bạn. 10 người đầu tiên hôm nay chốt sản phẩm này. Và chúng ta hãy chia sẻ phụ Đình Tuấn lên cho đủ anh em xem. Cảm ơn mọi người. Rồi, anh em mua sản phẩm thì vui lòng vào trong Zalo chốt nha, mua sản phẩm. Mình dạo này cũng hơi bị đau anh em ạ, thuốc uống này liên tục, lại bị thuốc nữa. Đấy, bữa nay trời ở đây nó hơi bị khó chịu, lúc mưa lúc nắng lúc lạnh, thuốc uống liên tục quý vị. Thì chỉ cần anh em chia sẻ cho cái like, cái nhóm nào mình yêu thích, mỗi người bấm chia sẻ khoảng 5-7 nhóm. Cảm ơn anh em. Rồi, Long Châu, Di Khang, thank you Di Khang, Long Châu. Rồi, cái Facebook mình đã ghim Tuấn Thành Đạt, anh em mua sản phẩm thì liên hệ 0909 755 993. Cảm ơn mọi người. Rất mong mọi người chia sẻ, 38 người đang theo dõi buổi livestream tối nay. Anh em chia sẻ, anh em phụ mình chia sẻ khoảng vài nhóm nữa cho đủ 50 người. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả anh em. Giá có mấy trăm k thôi. Và cái bộ này mình làm chỉ được có mấy chục bộ thôi nha, không có nhiều. Có mấy chục bộ thôi. Thì cái bộ này sẽ là gì cho anh em đo, đây là thiết bị đo vôn. Đấy, chúng ta có thể đo sạc, ampe sạc và chúng ta có thể đo dòng dò. Thì ở đây sẽ là output, input là tín hiệu đầu vào và đầu ra. Thì nhiều anh em không biết là chữ in, out, thì mình có thể hôm nay mình mô phỏng ở đây vào và ra. Đó. Rồi anh em thấy không? Rất hữu ích. Đấy, chúng ta có thể đo được dòng dò, cực kỳ là hữu ích, cực kỳ là đơn giản. Chúng ta không cần phải dùng cái đồng hồ của chúng ta đo dòng dò. Bởi vì chúng ta dùng cái đồng hồ chúng ta đo dòng dò, nhiều anh em quên, anh em không trả quay đo về lại thì nó sinh ra cháy cầu chì và đồng thời nó hư cho đồng hồ. Thì cái này anh em có thể được đo được ampe sạc. Đó, cái bình mà nó đói thì lúc này ampe sẽ lớn, và cái bình nó no thì lúc này ampe sẽ nhỏ lại. Đấy, và chúng ta có thể đo dòng dò, xem xe này có dò là bao nhiêu mA, nó sẽ hiện thị đồng hồ trên này. Cảm ơn mọi người. Rất mong mọi người cho Đình Tuấn cái đóng góp và cho Đình Tuấn một cái chia sẻ. Cảm ơn tất cả anh em. Chia sẻ đi mọi người ơi, 38 người chơi rồi. Chia sẻ đi.
6 người nữa thôi, không còn nhiều nữa đâu. Rất mong mọi người cho một cái chia sẻ. Mạnh lên mọi người, lâu lâu mới like mà, mọi người cho cái chia sẻ đi mọi người ơi. Lâu lâu mới like lại mà. Ba mươi chín rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ review cho mọi người, input, output và in out. Đấy. Thiết bị đo vôn, ampe sạc, dòng dò. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em luôn ngắn gọn để chúng ta cùng nhau nghỉ, để sáng mai mình cũng dậy sớm mình ra trường lái rồi. Rồi bất kỳ một cái dòng xe nào nó dò thì anh em đo dòng dò, và giờ anh em có thể vào app để chúng ta xem xe này dò là bao nhiêu. Ở đây ví dụ đây là một con A Black hay bất kỳ dòng xe nào mình đang mô phỏng, thì ở đây mình đã tháo một cọc âm ắc quy là cọc mát, đó là cực mát, cho chúng ta hay gọi là mát, có nhiều anh em sẽ gọi là âm thôi, chúng ta cứ gọi là cực mát. Đó mình sẽ đưa cái cam này camera lớn hơn. Đồ thì mình khá là nhiều đây, ít bữa nữa mình sẽ live stream cho mọi người, được chưa? Rồi sẽ đưa camera cao lên một chút. Đó, được chưa? Đấy thì cực kỳ đơn giản. Ở đây chúng ta đã tháo, anh em nhìn thấy không ạ? Rồi thấy rõ không? Thấy rõ bấm cái OK. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cặp màu đỏ và màu xanh xanh biển. Và đầu ở đây sẽ ở đầu ra chúng ta sẽ có một dây màu xanh biển, kèm theo cho anh em sẽ là tương ứng một cái kẹp kẹp cá sấu. Đó, chúng ta muốn đo dòng dò này. Rồi cái này chúng ta sẽ mặc định, cái này sẽ chúng ta sẽ kết nối cắm vào dương. Đó, in in. Rồi chúng ta sẽ cắm vào âm. Đó thì ở đây bình chúng ta sẽ hiển thị vôn. Khi bây giờ chúng ta chưa nổ máy, điện áp bình đang là 12,47. Anh em muốn đo dò, đây sẽ là cổng ra, anh em sẽ đưa vào mát. Mát ở đây sẽ là mát cọc bình đi xuống bộ dây điện. Rồi, anh em sẽ kẹp. Thì lúc này anh em sẽ nhìn vào đây. Đó, ở giữa này có bốn số 0. Tương tự ở đây sẽ là số 0.3 số 0. Thì ở đây sẽ là đơn vị chục trăm ngàn. Đó, 1.000 mA nó sẽ là 1A. Đó thì chúng ta cứ nhìn. Thì chúng ta chỉ cần đơn giản như vậy, chúng ta biết con xe này không dò. Rồi, ví dụ như dò đi, ví dụ nó đơn giản như này nó sẽ dò này. Đó, anh em thấy dài thấy không? Đó, 320 mấy mA. Đó. Thì 1.000 mA sẽ bằng 1A. Cực kỳ đơn giản. Đó, ví dụ cái xe nào mà anh em tắt khóa điện lên mà dòng dò nó lớn như thế này thì anh em phải kiểm tra thiết bị của mình. À, nó đang bị dò và đồng thời nó bị nguồn điện ở đâu, hoặc là những cái bóng đèn, hoặc là những cái linh kiện gì lâu ngày nó bị là gì. Đấy. Ví dụ như những cái dòng xe mà khóa sở mất cây, đúng không? Những hộp SU đó lâu ngày dò rồi xảy ra tình trạng gì tụ đó, vân vân, anh em thấy không? Đó. Khi mà chúng ta sửa chữa xong đó thì nó phải là như thế này, là tùy theo dòng dò cho phép. Đó là tuyệt vời, đó là hướng dẫn anh em chúng ta đo dòng dò đấy. Và chỗ này chúng ta vẫn đồng hồ vẫn báo cho chúng ta hiển thị là vôn điện áp. Đó, cực kỳ đơn giản, mọi người thấy hay không? À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đo ampe sạc, thì tùy theo cái bình này nó có no hay không. Nếu cái bình này nó đói, nó ý xì là hệ thống sạc trên cái đồ điện tử này bao nhiêu a,
và chúng ta sạc nhanh nó là bao nhiêu giờ. Đấy, nếu anh em nào nó xài cái này này thì chúng ta nhìn thấy là A ở trên này. Đấy, một cái bình nó sạc đó, bao nhiêu A, và tùy theo cái bình nó đói, bình nó no thì anh em sẽ biết. Và đây anh em có thể đo được luôn nha, ampe sạc. Đấy, nó cực kỳ là hữu ích cho anh em. Thì tất cả anh em nào mua cái này thì mình đã hướng dẫn cho anh em những video trên YouTube, mình sẽ gửi cho anh em đường link đó. Thì bây giờ mình sẽ kẹp lại cho mọi người này, lấy ra này. Ở đây nó chỉ có là 3 cây điện, một cái đầu này là in. À, in là vào thì tương đương, in là vào thì đương nhiên sẽ đưa chúng ta hai sợi dây điện ra, hai sợi điện vào đó, đỏ và xanh luôn luôn, nằm sát với nhau. Đây là ra đó, ok. Đấy, chúng ta chỉ cần muốn đo dòng dò đơn giản, dương cái này là mặc đích này, rồi cái này vào cực âm ắc quy, thì lúc này chúng ta có thể là đo được vôn. Rồi chúng ta muốn lúc này đo được dòng dò thì chúng ta chỉ cần cổng đầu ra nha, chúng ta đưa vào cái cực mát nha, cái cực mát xuống bó dây điện ở xe đó, chúng ta sẽ nhìn ở đây. Ví dụ xe nào dò tùy theo bao nhiêu A thì anh em hãy đơn giản thôi, chúng ta đi học chúng ta không biết bao nhiêu à, thì chúng ta sẽ tính là đơn vị chục, trăm và ngàn. À, 1000 mA nó sẽ bằng 1 A, và trên cái đồng hồ chúng ta hay có 10 A thì đương nhiên nó sẽ là bao nhiêu, 10.000 mA sẽ bằng 10 A. Nó như kiểu milivol đấy anh em. À, 1000 milivol sẽ là 1 volt. Đó, đơn giản chúng ta cộng tiền tính tiền vậy thôi. À, không có gì khó. Hay không quý vị? Cho Đình Toán Tràng vỗ tay, like thả tim. Đau mệt. Đó. Cả nhà xem này, cảm thấy ok không nào? Nóng quá. Nóng không dám bật quạt luôn, đang đau. Này, nóng ra bồ hôi luôn. Để cái quạt nó nằm ngay đây, nếu mà bật quạt thì đương nhiên bây giờ nó sẽ nghe tiếng ù ù ù ù ù thì làm cái gì, ù ù thì làm anh em nghe cảm thấy nó khó chịu. À, đấy, bảo Tuấn ơi lâu quá mày mới livestream, nghe quạt nó ù quá, thôi tắt quạt nóng chút cũng được. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, cái thứ hai, thank you. Rồi, đây là chúng ta đo dòng dò nhá, cực kỳ đơn giản, bất kỳ dòng xe nào. Bây giờ chúng ta sẽ đo A, ampe sạc. Ơi bị mệt. Rồi, ampe sạc thì đơn giản thôi. Nè, chúng ta chỉ cần đổi hai cái cực xanh biển này qua nhau. Rồi, bây giờ ao thay đổi. Cái đỏ này mặc định. Nè, đây. Đó, đổi. Chúng ta sẽ rút in ra, đưa vào đây. Rồi, đưa ao vào đây. Đó, nó đơn giản thế thôi. Rồi, chúng ta sẽ nổ máy. Nổ máy chúng ta vừa đo được phôn và ampe. Nhá, bộ này đo cực chuẩn cho anh em. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Đó, xe này garanti không có chuẩn, đúng không? Thì tùy theo vào RPM, tùy theo vào cái bình chúng ta mới khởi động. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Đó, 3A2. Đó, khi bình nó no rồi, nó còn có khoảng mấy trăm mA thôi. Khi mà cái bình nó đầy, nó chỉ còn có khoảng mấy trăm mA thôi anh em. Đây, đây, 1A này, 2A này. À, khi nào ở đây nó sẽ tắt đi và số 0, nó sẽ hiện thị ở đây khoảng 400. À, 400 mA. Đó, đây hiện tại đang là 1A. Đó, ampe sạc. À, cái này còn nó đo được tải khi mà chúng ta đề được luôn. Bữa nào mình sẽ làm clip cho anh em. Chúng ta có thể là biết tải của con xe này nó đề. Đó, là bao nhiêu A luôn nha anh em. À, cái bộ này nó có hay vậy. Nó còn đo được anh em, cho anh em biết là tải bao nhiêu A, hai mấy A hay ba bao nhiêu A.
40A, 50A, 20A tùy theo dòng xe và tùy theo củ motor đề. Còn đề từ thì đa số là tương đương như nhau, khoảng 20 mấy A hay sao anh em ạ. Đó, đó. Anh em thấy không? Cực kỳ đơn giản. Đó, chúng ta đo ampe sạc, chỉ cần là out, chúng ta vào cực âm của mình, in thì chúng ta sẽ đưa ra cọc mát. Đó, cọc mát. Nhớ nhá, là cực âm của bình. Đó, và cọc mát. Đó, cho anh em dễ hiểu. Thấy không? Bình lúc này gần no này anh em, đó, dao động này. Còn có mấy trăm mA. Đó, không này, không phải mấy trăm mA này. Rất tuyệt vời anh em, đo có thể từ nhỏ được nhá. Bộ này trên Việt Nam chưa có luôn. Liên hệ Zalo đi mọi người ơi. Hôm nay mua 1 tặng 1 nhá. Rồi, chốt qua 10 cái đầu tiên. Lâu quá thì Tuấn livestream anh em là mua sản phẩm kèm theo thiết bị này luôn. Về nhà là kiểm tra được ABS. Rồi, về nhà anh em lại kiểm tra được APS, anh em lại kiểm tra được VSS. ABS cho tất cả những dòng xe Honda. ABS cho dòng xe Yamaha và VS 2 giây cho những cái xe nào xài phanh APS để chúng ta kiểm tra được cảm biến sống hay là chết. Rồi, 10 bộ đầu tiên. Rồi. Đó, lúc này anh em thấy sạc lên không? Đó, lúc này hiện tại chúng ta đang đo thiết bị vôn là lúc này đang có sạc đang là 14, bao nhiêu vôn đó. Rồi, ampe sạc dao động khoảng 1A hoặc là vài trăm mA. Anh em cứ tính lên là 1000 mA sẽ bằng 1A nha. 10000 mA sẽ bằng 10A. Tiện không? Đẳng cấp. Đẳng cấp. À, chúng ta biết hệ thống sạc chúng ta có tốt hay không. À, tuyệt vời. Có mấy trăm ngàn à anh em ơi? Có mấy trăm ngàn à? Rẻ lắm, có mấy trăm ngàn. Hôm nay mua 10 bộ đầu tiên này. Những anh em nào chốt nhanh tay này. À, có 10 bộ. Đấy. Anh em nào mua này mình tặng cho cái bộ này mấy trăm nghìn luôn. Có mấy trăm ngàn à. Đấy, có mấy trăm ngàn thôi. Hơn một tờ châu xanh. Chúng ta sẽ được hai sản phẩm hàng VIP. Và cái này anh em có thể là ok test thoải mái luôn. Test có tải luôn. Anh em biết là xe này tải là bao nhiêu? Bao nhiêu A? Yeah. Anh em muốn bộ này bao nhiêu tiền? Comment. Anh em muốn bộ này bao nhiêu tiền là hợp? Hợp tiền hợp lý nào? Bữa nay mình bán lỗ nhiều lắm. Cái bộ này mình bán lỗ. Cái bộ này bình thường bữa mình bán lỗ mấy chục ngàn một bộ nha anh em. Đó. Tuyệt vời không? Ở đây 1A chứ mấy. Nó no rồi mà. Bây giờ 3 pha nạp đầy no rồi có 1A. Nó dao động bởi vì xe này rồi bị em không có tròn. Đấy. Rồi còn xuống có mấy trăm. Rồi cao 1A, 2A dao động liên tục. Đa số 1A. 1A là nhiều. Rồi bình ắc quy hiện tại đang là hơn 14V. Có sạc. Zalo nha mọi người ơi. Nhanh đi mọi người ơi. Rồi hai mua một bộ em tặng cho một bộ. 10 người nhanh nhất đêm nay mua một bộ tặng một bộ này nha. Đấy. Mọi người thấy dễ không? Rồi đơn giản. Rồi biết cái này mọi người đang đo vôn đi. Đúng không ạ? Mọi người chỉ đo được vôn thôi. Mọi người muốn đo ampe, mA thì mọi người lại phải rút cái cọc màu đỏ chuyển qua MA. Rồi anh em muốn đo vôn hay đo cái gì anh em lại quên không quay cọc lại, thế là cầu chì trong này nướng. Đấy. Và có rất nhiều anh em không biết sử dụng đồng hồ này, anh em thấy không? 2 mA 10 lần chúng ta sẽ có 20.000 là Việt Nam đồng ấy. Chúng ta lại được người ta cho thêm 10 lần 20 sẽ là 200. Đó. Chúng ta lại có nhân 5 lên sẽ là 1000 mA sẽ bằng 1A. 10000 mA sẽ bằng 10A. Đó, có cái bộ này tiện lợi. Đây. Rồi anh em lại quay lại ở trạng thái xe chưa khởi động. Điện áp hiện tại bình ắc quy đang là 17 à 12,7.
volt. Đó, đây là chúng ta đo ampe. Đo ampe thì hôm nay mình nhắc lại cho mọi người. Cọc dương màu đỏ chúng ta định vị không di chuyển. Nếu anh em xem video này cảm thấy không hiểu chỗ nào để comment. Mình đang khá là nóng. Không thay đổi. Cái này sẽ là định vị. Chúng ta chỉ có di chuyển hai cái dây màu sân biển. Đó là chúng ta muốn đo ampe sạc. Thì chúng ta hãy để output. Out là ra, kẹp vào với âm ắc quy. In là chúng ta sẽ kẹp vào cực mát. Cực mát. Ở đây mình nói cho anh em là hai cái rời, âm ắc quy và cực mát. Đấy, chúng ta phải tháo rời. Rồi, bây giờ lại khởi động một chút xíu nữa. Đấy, cực kỳ nhỏ gọn, rất chi là đẹp và thông minh. Zalo 0909755993 trong đường link. Anh em để ở đây mình không bán được, anh em phải truy cập vào cái Zalo. Cảm ơn anh em. Bởi vì mình bán hàng mình không thể nào chốt ở trong cái fanpage này được. Đấy, thì anh em hãy để truy cập vào cái Zalo. Rồi, 10 người anh em may mắn đầu tiên mua một tặng một sản phẩm đầu tay của Đình Tuấn. Bộ này thị trường anh em đố anh em nào nhìn thấy đo ampe đâu. Không có đâu. Đây, bộ này khá là chất. Cảm ơn quý vị và anh em thợ máy. Đình Tuấn lâu quá mới quay livestream lại. Đó. Anh em thấy không? Bình lúc này nó no rồi. Đây, bình nó no rồi. Đó. Rất xinh xinh và đẹp. Chúng ta nhìn con tem này chúng ta biết đẳng cấp rồi. Honda, Yamaha, Subaru và SWM. Đấy. Đây, đầu ra đầu vào in out tuyệt vời, kẹp cá sấu dây điện này đủ tải cho anh em chơi luôn. Đó, không dây điện này anh em thấy không, được làm đúng tiêu chuẩn luôn, không phải là dây điện nhỏ nhỏ. Anh em thợ máy đang xem live cho Đình Tuấn một cái like, một cái chia sẻ đi. Wow, một cái thả tim cho mọi người ủng hộ tinh thần cho mình. Lâu quá mình mới quay lại sân chơi bóng trường. Tất cả chúng ta anh em thợ máy quay lại like chia sẻ, cảm ơn anh em. Zalo nha mọi người ơi, tất cả em đã để cái đường link ở số điện thoại. Facebook ở Tuấn Thần Đạt đã ghim bên dưới mua sản phẩm 0909755993 nha. Đấy, mua một tặng một cho khoảng 10 anh em đầu tiên. Mua một tặng một cho 10 anh em đầu tiên. Đó. Đây, anh em nhìn thấy không? Rồi, tắt máy. Rồi đơn giản lúc này mình đo dòng dò, khách hàng bảo em ơi chị cứ đi khoảng 2 ngày lại hết bình ắc quy, cứ sạc sạc rồi lại thay bình. Đơn giản xem xe của chị dò bao nhiêu, thì chúng ta có thể xem dòng dò ở trên tất cả app, app rất nhiều, app ở bên DD Auto, Motodata, app của bên Autoshop, có thể bên Minfong, ALL Moto, Vinamoto. Rồi muốn coi dòng dò đúng không? Rồi mở ra, in, đổi ngược lại. Rồi vào đây, kẹp vào cực âm ắc quy. Rồi đầu ra, kẹp vào cực mát. Xong, đo dò. Đấy, chúng ta thấy không? Đó. Ví dụ một con xe tắt khóa điện rồi mà có dò như thế này, 327 mA, thì xe này bình nó phải hao kinh khủng. Đó, thì chúng ta có thể đáp ứng trong gói bao nhiêu A, bao nhiêu mi A, bao nhiêu mi A. Thì chúng ta sửa chữa xong, đúng không ạ? Sửa chữa xong, đó, nó không còn dò nữa. Tuyệt vời. Bởi vì khi mà chúng ta đã tắt khóa điện rồi, mi A mà đã có dòng dò lớn, thì đương nhiên phải hết bình. Tùy theo nó dò là bao nhiêu mà chúng ta có thể tính toán ra bao nhiêu ngày hết cái bình này. Nè, đặc biệt trên những hệ thống khóa thông minh smart key thì lúc nào dò nó đa số nó sẽ lớn hơn so với những cái dòng xe không có khóa smart key, và đặc biệt những cái bộ mà tìm xe
luôn luôn có nguồn điện trực tiếp nó nuôi cho cái bộ tìm xe. Đó. Rồi clip ở đợt sau mình sẽ làm cho các bạn đo tải. Đo tải của con xe này khi mà chúng ta khởi động đề à, là nó bao nhiêu A. Bao nhiêu A. Được không anh em? Đó. Bữa nào mình sẽ làm cái clip này vào ngày mai nếu mình rảnh, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đề từ. Có nhiều anh em đây là cái chia sẻ nhỏ nhoi để anh em biết rằng ở hỏi nhau ở trên một con xe đề từ hay một con xe này đo tải nó là bao nhiêu A. Với giá thành cực kỳ một cái bộ có mấy trăm nghìn, hôm nay 10 anh em may mắn đầu tiên chúng ta mua một được tặng một. Còn anh em kế tiếp chậm là chúng ta không được tặng. Đó là cái tấm lòng mà Đình Tuấn muốn gửi. Thật sự hôm nay bán cái này tặng một chắc mọi người biết là không có lời, bởi vì nó có mấy trăm nghìn mà. Cái công sức để làm cái này ra rất phê. Không tin mọi người có thể so sánh ở trên thị trường. Chưa ai ra đâu. Còn nhiều người có rồi, đo không bằng cái bộ này người ta cũng bán 500-600 nghìn. Mà hôm nay mọi người mua một được tặng một. Lâu quá Đình Tuấn quay lại, mọi người thấy cái này thấy trắng trẻo đúng không? Cái này đập tạp xe đạp nhiều, cái cơ nó căng nó mỏi lắm mọi người ơi. Mệt, xe cộ nó nhiều. Mà dạy anh em chưa xong nó cảm thấy nó mệt. Và hai nữa cái bằng lấy xe, giờ ước gì có cái lô đất nào mọi người lấy xe lúc nào giờ nó cứ thế này này. Đó, giấu gì mọi người đâu, con này mới mua về thế này. Đó, giờ mình đang phải tính toán làm sao để cho cái nhà, để sang năm, để chỗ nào, để xe cộ. Nó rất mệt. Đấy, bởi vì không gian hầu như nó không cho phép. Đó, thấy không? Hết cả chỗ không gian live stream luôn. Đó. Hôm nay mình sẽ live stream cho các bạn và anh em của mình là hai chức năng. Đấy. Dò và ampe sạc. Đấy. Và luôn luôn hiển thị số volt. Hay không mọi người? Có mấy trăm nghìn à anh ơi? Có mấy trăm nghìn à, mọi người vào cái Zalo đi. Mọi người mua có mấy trăm nghìn thôi, không có đắt. Hôm nay em sẽ sale cho mọi người, tặng quà cho mọi người. Mua một tặng một sản phẩm. Đó. Ngày mai em lại mất thời gian đóng thùng ship cho mọi người, em chẳng có lời đâu. Đó. Mọi người sẽ biết tính Điền Tuấn. Cứ càng ngày thì mọi người sẽ càng thấy cái hay. Đó. Ít bữa nữa xe về bằng về mọi người còn thấy nhiều cái hay hơn nữa cơ. Nha, ít bữa nữa ngày 18 này mình lấy xe về, mình lại có nhiều điều hay mang lại cho anh em. Và ít bữa nữa mình lại lấy được cái bằng B2 về nhà, mình lại sẽ có nhiều cái điều hay cho mọi người. Mọi người cứ đón chờ. Và đặc biệt ưu tiên cho tất cả anh em là ở xa tham gia khóa học online. Vào ngày 18 này mình sẽ có xe tại ở đây, mình sẽ cúng bái xong. Hôm nay sẽ là bao nhiêu rồi nhờ mọi người nhờ? Hôm nay sẽ là thứ bảy cuối tuần, sẽ là ngày mùng 5. Và ngày 18 tới đây mình sẽ lấy xe về, mình sẽ cúng bái đoàn hoàng. Và nếu mình có thời gian thì buổi tối mình cùng chia vui với mọi người. Và mình sẽ đưa ra những cái khuyến mãi gì cho anh em tham gia khóa học online với giá tiền cực kỳ rẻ. Mọi người sẽ có thật nhiều cái điều kiến thức. Mong rằng mọi người bỏ chút tiền ra để mọi người học. Đó. Rồi ít bữa nữa lấy bằng về nhà lại cái gì nữa. Chẳng hạn như vậy, nó khá là nhiều điều hay. Rồi cái sản phẩm này mọi người nào yêu quý thì mọi người chốt nhá. Đấy. Rồi những mọi người nào hôm nay mà xem cái live stream này mọi người không hiểu thì mọi người cứ bảo Tuấn ơi mình chưa hiểu cái này cho lắm, thì mình lại làm cái clip, mình gửi cái đường link cho mọi người. Đó, đây là đo dò, dòng dò. Dòng dò thì anh em cứ nhìn thấy chữ out. Out. In out là ra. Thì anh em sẽ kẹp vào đây. Đấy, anh em có thể chụp hình lại. Đấy, em sẽ làm rất sát đây cho mọi người. Chụp hình lại đi. Đó, chụp hình lại. Âu. Vào cực mát. Đây, cực mát. Cô đơn lẻ loi một mình. Rồi in. Đỏ nó sẽ là mặc định. Ở dương. Rồi, cái dây màu xanh đi cùng với dây màu đỏ ở in thì chúng ta kẹp vào âm của cái bình điện. Em nói rất rõ ở đây. À, hai bước rất rõ ràng. Đó là đo ròng rò. Còn anh em nào chưa hiểu thì chúng ta có thể để lại cái comment. Để lại comment để em nói thêm một chút xíu nữa luôn. Nếu mà từ bấy giờ anh em chưa hiểu. Ok, Zikamoto để qua năm em trai ơi. Rồi.
qua năm. Có quý vị nào xem cái video này mà không hiểu không ạ? Không hiểu thì comment cho em. Hiểu rồi thì thôi. Và đặc biệt nữa, đêm nay em có khoảng vài chục cây kim của 110, anh em có thể lắp cho AB đầu bò, vi sờn để từ và vi sờn để lao. Bao mọi người xài, giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi người về nhà có thể lấy cộng sin cũ của cái kim cũ mọi người lắp qua, bởi vì cái kim này không có sin. Đó, bao mọi người xài của 110, kim ngắn, đầu to. Đó, mấy ngày nay em đau, em mới dậy xong thì bây giờ cái tiếng hầu như nó vẫn còn hơi ho. Đó. Thì mọi người nào cần cái kim của AB đầu bò này, 110 này, rồi cứ 110 mọi người lắp vào. Kim ngắn, đầu chụp lớn, vi sờn đề từ, vi sờn đề lao thì mọi người comment cho em. Để bao mọi người xài nha, kim 6 lỗ. Đấy. Ok, thì đêm mai em sẽ test cho mọi người, em test rồi, coi thông số rất là hữu ích. Mọi người là cần thì ủng hộ vài cây và trong bì nha. Đó, kim. Đấy. Kim. Thì bây giờ cái xe không gian nó không có, không chuẩn bị để test cho anh em được, bởi vì nó nằm ở đây. Bây giờ muốn test cho mọi người thì phải di chuyển vô đây. Hẹn mọi người vào trưa mai hoặc tối mai em sẽ test cho mọi người thông số. Em sẽ cài đặt cho mọi người một cái kim mới nhất để lắp vào, để cho mọi người ở xem, cho mọi người cảm thấy ok hơn. Đấy, thì bây giờ không thể làm câu được. Thì đây em mới mua xe con Exai. Exai 155 ở trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key. Đấy, ở trong kia có Exai rồi. Cái kia lại là khóa chìa, lại làm thêm con Exai. Đó, Exai này khá là mới. Đó. Ở đây Exai loại này thì có hai con diode. Đó, Exai loại kia thì một con, loại này thì có hai con diode ở đây. Đấy, một con là tại sao xe này có hệ thống khóa Smart Key, nên nó sẽ dùng ra một con để cản chỗ xi nhan và một con để chúng ta bóp côn để chúng ta để được nhá. Ở đây sẽ có hai con diode. Hai con diode này chúng ta xài chung, bởi vì chúng ta chỉ hiểu là diode nó sẽ là cản nhá. Đi được nhưng không về được. Cứ hiểu lúc nào như vậy. Rồi, có bạn nào hiểu không? Ok hết chưa? Cái bộ này biết làm hết chưa? Biết làm hết, chúng ta bấm hàng loạt ok. Có anh em nào không biết sử dụng nữa không? Muốn xem lại thì mình sẽ fill lại cho mọi người. Đây, fill lại cho mọi người nếu anh em nào chưa xem, cảm thấy mọi người coi nét căng không? Đây là hôm nay là cái điện thoại bình thường thôi. Điện thoại iPhone kia hết pin rồi. Đấy. Đấy à, tuyệt vời. Giò này mọi người. Giò này thì hao bình ghê lắm nha. 330 mA. Đấy, au. Cực mát, mình nhắc đi nhắc lại cho nhiều anh em thuộc. Xem đi xem lại clip này. In. Cực âm của bình. Đỏ mặc định là dương cộng lửa. Ok chưa? Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, còn anh em nào chưa có cái bộ mà giả lập như thế này? À, mình hướng dẫn anh em ở đây luôn, có cái bộ này anh em vứt đọc chưa ra. À. Cái này sensor. Nhiều lúc anh em mà viết tắt ở đây thì chúng ta không biết, thì cái này là tất cả cảm biến sensor, anh em hiểu không? Cảm biến thì đương nhiên nó sẽ quy ra điện áp. Thì cái này sẽ là volt. Nha, từ 0 cho tới 5 volt. Còn cái này chúng ta giả lập tín hiệu xung VS bắn thẳng lên đồng hồ, và cái này sẽ báo xăng lên đồng hồ, biết rằng đồng hồ hay đường dây hư hay không. Đó, bởi vì cảm biến mà anh em. Yeah. Đấy, cảm biến thì đương nhiên ký hiệu của ta luôn luôn đề thế này, thì mình giải thích lại cho anh em là volt. Nó sẽ xuất ra cái điện áp 0 cho tới 5 volt, tùy theo anh em tăng chỉnh volume. Ở đây là thiết bị giả lập cảm biến mà. Đó. Rồi, trong quá trình sửa chữa chúng ta kiểm tra những cái gì trước khóa, hộp SU, hoặc là cái gì liên quan tới trước khóa, rơ le bị ngậm,
hoặc là bị giò hay là cái gì, cứ trước khóa chúng ta nhổ ra. À, ví dụ em nhổ một cái thiết bị gì đó đi, nhổ ra, rồi tự nhiên nó sẽ là không thấy giò. À, thì chúng ta bắt bận ngay, à, cái xe này nó đang giò ở cái cục đó, thế thôi. Rồi chúng ta tư vấn khách hàng thay, bà là mọi người tịt câm nín bình không bị giò ở trạng thái để vài ngày hết bình. Đó, chúng ta cứ giúp cái thiết bị gì nó cứ là trước trước khóa. À, cái bình gì, cái gì, thiết bị gì nó cứ ăn với trước trước khóa. À, ăn từ bình ắc quy này hoặc là từ cầu chì đi nuôi thiết bị đó, chúng ta cứ rút ra. À, rút ra khi nào chúng ta không thấy giò hoặc là giò cho phép thì chứng tỏ nó là hết bận. Cực kỳ đơn giản thế thôi, có cái gì đâu mà khó. Nên nhiều anh em cứ bảo khó con xe này, tại sao khách hàng cứ bảo đi 2-3 ngày hết bình, kiểm tra thay tá lả thay cả sạc, tại vì chúng ta bắt bận không đúng. À, và chúng ta có thể là kiểm tra, ồ nó không giò, nhưng chúng ta phải biết rằng ở xe này nó có nạp hay không. À, xe này có nạp hay không. Và đặc biệt những con xe mà ở phân khối nhỏ và khách hàng người ta có đi nhiều hay không. Em nói thật, nhiều con xe Dreamway người ta đi tốc độ có khoảng 20-30 không, những con xe đấy không nạp. Không nạp là bao nhiêu luôn. Không tin mọi người cứ để ý coi, những con xe Dream nổi chẳng hạn, Ganti hầu như là không nạp. Đó. Rồi bây giờ khách hàng người ta không đi. Tối người ta đi tèn tèn, người ta bật đèn lên. Thế người ta cứ đi chẳng hạn, đi những kiểu đi rù. Thì lấy gì mà không hết bình. Đó. Đó. Nhưng bên ngày là người ta không đi, tối người ta lại bật đèn. Đấy, bật đèn mà người ta lại không đi bao giờ đi tốc độ cao cao cả. Người ta cứ đi rì. Thì làm sao mà không hết bình được. Bình sạc chưa đủ no. Đó, mọi người phải hiểu như vậy. Còn những con xe mà bây giờ nó giò đâu đấy, mọi người cứ dùng cái này, mọi người cứ rút cái nào trước khóa, cứ rút ra, nó không giò hoặc giò cho phép ở trên app. Đó, bao nhiêu A, bao nhiêu mi A thì ok. Thế rồi bao giờ con xe hẳn mọi người nữa. Hoặc là nhiều cái đồng hồ, nó một cái dây điện trực tiếp từ cục chì lên để nó nhớ giờ. Đấy, nó nhớ giờ. Bởi vì sao? Thì đương nhiên nhiều lúc bị hệ thống điện tử mà lỗi mà giò, rút cái rác đồng hồ ra không còn giò nữa. Báo khách hàng sửa đồng hồ hoặc là thay thế ở tụ hay là vân vân gì trong đấy, cứ cái gì liên quan cảm thấy trước khóa mọi người rút. Nhưng mọi người lại không hiểu, mọi người làm táo lả. Còn nếu mọi người biết coi sơ ma, gọi là sơ ma đấy, người ta không gọi là sơ đồ mặt điện và người ta gọi là cái sơ ma. Nếu mọi người biết đọc sơ ma được rồi thì mọi người sẽ biết là những cầu chì này nó liên quan, nó nuôi cho những cái hệ thống gì trước khóa. Thì mọi người cứ nhắm ở cái gì, cái khu vực đó thôi. Đấy, bởi vì hướng đi mọi người, mục tiêu mọi người nó chỉ là cái nhắn đó. Thì mọi người cứ chăm sóc cái nhắn đấy tốt thì ắc cái nhắn nó sẽ có quả. Còn bây giờ mục tiêu mọi người đi, mọi người cảm thấy không thấy mục tiêu mọi người đi là hướng này hay hướng này, hướng này. Bây giờ ở phía trước mọi người có một ngã ba, mọi người chẳng biết bây giờ rẽ trái rẽ phải hay mọi người phải đi tiến thẳng. À, đúng không? Đấy, ông A ông B ở góc kia mọi người phải nhìn thấy mục tiêu đó là hướng nam hướng bắc hay là hướng gì đấy để mọi người đi, nhưng mọi người cứ hên xui, đúng không? Và cái cây cũng vậy, bây giờ mọi người có 3 cây thì mọi người có thể nào chăm đủ 3 cây, mọi người phải cho chúng ta ra một cái quyết định nên chăm cây nào để có quả, để chúng ta hái, để chúng ta bán có tiền. Bây giờ mọi người không có đủ sức, mọi người cứ chăm cả 3 cây, cuối cùng 3 cây đều còi cọc, cuối cùng chẳng có 3 cây nào ra quả. Nó đơn giản là hệ thống điện như vậy. Mọi người làm như vậy mọi người sẽ thành công. Ai ai sau này cũng như Đình Tuấn là vậy, đúng không? Đấy. Không cần phải mất quá nhiều tiền, rồi không cần phải đi đâu học quá cao sang, nhưng vẫn thành tài, vẫn giỏi, vẫn kiếm được đồng tiền. Cái điều đấy Tuấn muốn mọi người phải làm được. Đó, phải làm. Lên trên mạng này cảm thấy người nào hay học, học đúng, hữu ích ở khu vực mình, với tâm trạng của mình, thì mọi người cứ đưa vào. Còn cái gì cảm thấy không học được, lên trên mạng lướt qua, gió thổi, phiu. Còn cái gì hay, mọi người lọc, mọi người đưa vào, thì ắc mọi người sẽ thành công. Chưa chắc học nhiều đã thành công. Thì... Ok mọi người, cảm ơn mọi người. Mọi người lấy cái thiết bị mà kiểm tra đo vôn, ampe sạc, đo dòng giò thì mọi người truy cập cái Zalo 0909755993. Tuấn ơi, gửi mình bộ. Tí em sẽ test tin nhắn nào nhanh nhất, công bằng nhất, 10 người nhanh nhất 1 tặng 1. Được chưa?
Thì bây giờ tí nữa tin nhắn nào gửi nó trôi 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 trôi, người nào ở dưới cùng nhất là người đấy đặt cứ vậy quét lên trên. Còn bây giờ anh em nào bây giờ mới vào bên trên thì đương nhiên thì không có tặng nhé. Nhưng ok, em sẽ DVD cho mọi người rất là nhiều ở trong này rồi. Đây em cho mọi người coi này, đấy chụp hết hình ảnh này. Đây đùa mọi người làm gì ăn này mới. Đây đó lại chốt, bác để cho em cái nhá, chốt này đây đây này mọi người thấy không đó, video gửi nhé, ăn này vẫn chưa thuộc video đó, ví dụ như thế này đấy, chẳng hạn như vậy côn chốt em bộ ABS nha sư phụ đúng không. Thì tất cả là tình nghĩa anh em mình hết, cảm ơn mọi người. Thì đương nhiên trong kinh doanh, trong công việc làm ăn thì quan trọng ai cũng có cái lời, và cái quan trọng nó lời là bao nhiêu đúng không ạ, và cái thu về bao nhiêu đúng không ạ, cái quan trọng là chúng ta xứng đáng là chúng ta thành công. Thôi không làm phiền mọi người chơi với gia đình chị nhà và các cháu nữa, Tuấn xin phép được kết thúc cái buổi live stream trong fanpage tại đây. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, chúng ta với tay chào nhau cái, bởi vì nó hơi mệt cái họng này, nói nhiều thì ngày mai nó sẽ bị vỡ mất nha. Có thể là cái họng của Đình Tuấn sẽ không được nói liên tục như ngày xưa nữa, mình biết cái họng của mình. Mình đi khám bác sĩ bảo còn nếu mà nói được như ngày xưa nhiều như này nó sẽ bị vỡ. Bởi vì ngày xưa mình dạy live stream, mình live stream mà mình dạy online từ cái thời Covid 2019 đến giờ là anh em biết không, nó rất nhiều. Và nhiều lúc một ngày live có bao nhiêu tiếng thì bây giờ, và đồng thời bị mệt nữa thì không dám live nhiều, ngày mai nó mệt lắm mọi người, nó sẽ đau hết ở trong này, luôn luôn phải ngậm thuốc để cho nó cái đường họng này cho nó mát, nó rát lắm mọi người, rát, uống nước ăn cái gì vào nó cảm thấy nó không ngon. Đấy, nhưng đôi khi kiếm được đồng tiền không phải là nhiều, không phải là giàu sang, cũng kiếm được nhiều đồng tiền so với nhiều anh em không có công việc mà chúng ta phải đi làm hàng ngày để chúng ta kiếm được đồng tiền, nó cảm thấy khó khăn. Mình kiếm được đồng tiền nó dễ hơn, mình cũng biết điều đó. Nhưng mình cảm ơn tất cả những anh lớn, ở anh em, bạn bè luôn đồng hành và ủng hộ. Cố gắng đi và cứ chờ và đợi thì Tuấn còn sống á, và cái nghề này nó vẫn còn đi bên mình, xe này mình chưa bán á, thì tất cả đấy, trong tương lai thì anh em có muốn cái gì FI nó thoải mái luôn, hứa mọi người thoải mái. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, cố gắng không biết thì chịu khó xe nhà mình vọc nghiên cứu nha, cho nó nhớ tất cả cảm biến điện áp, thế mọi người thành công rồi. Nhưng mọi người không hiểu, mọi người không học, 5 con cảm biến trên 5.000 bàn tay mọi người nhớ, một ngày một con, và một con đó nó sẽ là dây gì, cứ một ngày chỉ cần nhớ một con TB, nó chỉ có 3 sợi dây điện, nhớ nguyên một con TB, đừng học con khác nữa. Hết 5 ngày trong vòng 1 tuần, tất cả những cảm biến này xong. Xong. Không xong chúng ta cho 1 tháng luôn. Hết những cảm biến này, sờ cảm biến là múc, sờ là múc. Không bao giờ phải dùng tài liệu. Mọi người phải làm điều đấy thì mọi người mới thành công. Đó, nhưng thật sự rất ít anh em làm điều đó. Bởi vì chúng ta làm biếng thì không thành công. 1 tháng tôi chia cho Đình Tuấn, cho mọi người 5 con cảm biến, chẳng lẽ mọi người học không được. 120 câu hỏi mô phỏng, Điền Tuấn nhai gần hết những tình huống, chỉ cần đi thi là bấm pịch 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 pịch. 600 tình huống không nhớ mang máng nhưng cảm thấy đọc đáp án chúng ta phải biết nó là ABC bờ cờ chẳng hạn như thế. Nó cảm thấy nó quen như vậy, cảm thấy khá là hay. Tốt nhất đi học bằng lái xe chứ không mua toàn bằng giả. Bữa nào mình sẽ phân tích cho mọi người bằng giả, khỏi cần test, nhìn nhẹ một cái biết bằng giả ở đâu. Và tất cả bằng giả ở trên mạng người ta nói là có hồ sơ gốc, không bao giờ có. Bữa nào mình sẽ làm một câu live stream cho mọi người, những người mà bán bằng giả người ta thấy mình là người ta phải sợ. Mình sẽ nhìn cho mọi người, đúng không? Đấy, với mình thì thật sự không tài giỏi, nhưng cầm những cái thiết bị gì trên tay hoặc món đồ trên tay mình phải có cảm nhận và phân vân. Hẹn mọi người bữa nào chia sẻ mọi người cái bằng giả. Sẽ kèo nhìn một cái, bất kỳ một vấn đề nào nó giỏi cỡ nào giỏi, làm y chóc y xì y xì yếc, lướt qua cái biết bằng này giả
Thank you.